Resort gần Hà Nội sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Trong video ngày hôm nay, Tico Travel sẽ giới thiệu đến bạn đọc top 10 khu nghỉ dưỡng có vị trí gần với thủ đô tốt nhất hiện nay để tham khảo thêm cho chuyến đi sắp tới nhé. 1. ASEAN Resort & Spa. ASEAN Resort & Spa được đánh giá là một trong những khu resort gần Hà Nội đẹp nhất hiện nay. Không gian khu nghỉ dưỡng có phong cách thiết kế độc đáo chắc chắn sẽ khiến bạn ấn tượng khi đặt chân đến. ASEAN Resort & Spa có khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình kết hợp với lối kiến trúc chuẩn Việt để tạo cảm giác gần gũi và thân thuộc cho du khách. Tiện nghi dịch vụ cao cấp 5 sao được bố trí đa dạng trong khu nghỉ để bất cứ ai cũng có thể cảm thấy thoải mái trong những ngày nghỉ dưỡng tại đây. ASEAN Resort & Spa có hơn 60 phòng nghỉ được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà gạch của miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Các căn phòng đều có view hướng về sân vườn hoặc bể bơi. Tùy theo sở thích, du khách có thể chọn một trong những nơi nghỉ phù hợp để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời tại đây. 2. Bella Resort Ba Vì. Bella Resort Ba Vì mang đến một không gian xanh rộng lớn để các bạn tới nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Mọi ngóc ngách tại resort đều được phủ đầy sắc xanh của thiên nhiên với bầu không khí mát mẻ và trong lành, mang đến cảm giác bình yên và tươi mới, phù hợp để bạn đến thư giãn, tránh sự ồn ào đông đúc của phố thị. Resort có rất nhiều các hạng phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi để du khách có thể lựa chọn theo nhu cầu. 3. Glory Resort Sơn Tây. Glory Resort sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho đại gia đình đi nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần ở ngoại thành Hà Nội. Khu nghỉ dưỡng có nhiều loại phòng khác nhau, đảm bảo vấn đề riêng tư và tiện nghi để các thành viên sinh hoạt thoải mái. Từ những căn biệt thự, khách sạn của khu nghỉ dưỡng, bạn sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan xanh rộng lớn phía trước. Buổi chiều tối mát mẻ, bạn có thể dạo bước ở khu vườn để hít thở bầu không khí trong lành và tổ chức tiệc nướng ở ngoài trời. Du khách có thể tùy chọn nơi nghỉ dưỡng tại resort ở khu khách sạn sang trọng, tinh tế hoặc khu villa rộng rãi, thoải mái, sang chảnh. Mỗi nơi đều được đầu tư trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vừa mang đến sự thoải mái, vừa thuận tiện cho du khách trong suốt quá trình lưu trú. 4. Vườn Vua Resort Phú Thọ. Vườn Vua Resort Phú Thọ là một trong những khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với du khách bởi phong cách thiết kế kết hợp hài hòa từ kiến trúc Á sang Âu. Những căn biệt thự nghỉ dưỡng vừa có nét đẹp sang trọng, vừa hiện đại nhưng vẫn đảm bảo yếu tố sinh thái tự nhiên. Khắp mọi nơi đều tràn ngập sắc xanh và có view tuyệt đẹp. Nhìn về phía dãy núi Ba Vì Thanh Sơn hùng vĩ, phòng nghỉ của resort được kiến trúc sư thiết kế khéo léo, hội tụ đủ văn hóa đặc trưng độc đáo, dịch vụ các tiện nghi trong phòng đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế, vừa tối ưu trải nghiệm của du khách, vừa gìn giữ và phát triển được nét đẹp văn hóa lâu đời của Việt Nam. 5. Rose Villa Ba Vì. Du khách đến Rose Villa Ba Vì sẽ có cảm giác như đang lạc vào một ngôi làng ở vùng Bắc Âu. Những căn biệt thự trắng tinh khôi nằm giữa cánh rừng thông thơ mộng, lãng mạn, kế bên hồ Yên Bài trong xanh, mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và thoải mái. Không chỉ đem đến những căn biệt thự thanh lịch, trang nhã, Rose Villa Ba Vì còn đem đến những dịch vụ, tiện ích nội khu xứng tầm 5 sao. Nổi bật nhất phải kể đến những hoạt động ngoài trời thú vị, hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn một kỳ nghỉ trọn vẹn, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình của mình. 6. Paragon Hill Resort Ba Vì. Khi chọn resort gần Hà Nội để đi chơi vào dịp cuối tuần, du khách muốn được nghỉ ngơi ở một không gian xanh mát, thoải mái, tự do với thiên nhiên thì chắc chắn phải kể đến Paragon Resort. Khu nghỉ dưỡng có đến 69 căn bungalow và 14 căn nhà sàn dân tộc để phục vụ nhu cầu của du khách với số lượng lớn. Dịch vụ tiện nghi đã được trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn để du khách có thể trải nghiệm được nhiều hơn khi đi nghỉ dưỡng tại đây. Chính tại nơi này, du khách sẽ được trải nghiệm những đẳng cấp mà không một khu nghỉ dưỡng nào có được, như đường trượt zip line dài nhất ở miền Bắc, check-in ở vườn hoa hồng cổ điển với diện tích lớn nhất tại Việt Nam, tham quan hệ thống thác nước tự nhiên, cây đa nghìn tuổi với vách đá thiên sơn dựng đứng độc đáo. 7. Thảo Viên Resort Sơn Tây. Resort Thảo Viên là nơi duy nhất ở ngoại thành mang đến cho du khách cơ hội được trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng tại những căn nhà có thiết kế độc đáo từ văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc như Mường, Thái, Giao cho đến những kiểu thiết kế hiện đại, sang trọng và tiện nghi. Khuôn viên khu nghỉ dưỡng rộng 20 ha, phòng nghỉ được bố trí giữa không gian rộng lớn để du khách có cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. Dịch vụ và tiện ích đẳng cấp 4 sao đã được trang bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của du khách vào bất cứ thời điểm nào. 8. Mây Tropical Villa. Mây Tropical Villa là một trong những khu resort gần Hà Nội được du khách yêu thích bởi sự bình yên, tĩnh lặng và thiên nhiên tươi mát của nơi đây. Nếu du khách muốn tránh xa sự xô bồ, ồn ào của thành phố đông đúc thì đây là một nơi lý tưởng nhất. Bước chân vào không gian của khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên và núi rừng.
những căn nhà gỗ xinh xắn, mộc mạc nằm giữa khu rừng xanh mát. Những ngày nghỉ tại nơi đây của du khách sẽ được hòa mình cùng với thiên nhiên. Tiện nghi và các dịch vụ của resort đã được trang bị sẵn sàng theo tiêu chuẩn 4 sao. Mọi nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng một cách hoàn hảo nhất. 9. Ulesa nhà bên rừng. Ulesa nhà bên rừng có vị trí đặc biệt khi được bao bọc xung quanh bởi rừng thông xanh. Khuôn viên của khu nghỉ dưỡng luôn tràn ngập sắc hoa, tạo cảm giác thoải mái và thu hút du khách về nơi đây để trải nghiệm và thư giãn. Các cặp đôi, gia đình muốn tìm một nơi để thư giãn, tìm kiếm sự bình yên thì hãy đến với Ulesa nhà bên rừng một lần. Những căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, có không gian ấm áp, bên ngoài là khu vườn xanh mát, tràn ngập sắc hoa, phù hợp để bạn ẩn náu và hòa mình cùng thiên nhiên. Tại đây đã có trang bị đầy đủ tiện nghi và dịch vụ cao cấp để du khách có thể trải nghiệm. Buổi sáng, bạn có thể đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, chơi các trò chơi hoặc đến khu thể thao để rèn luyện sức khỏe. Sau đó, mọi người có thể trở về phòng để trò chuyện với nhau trong không gian ấm cúng hay tổ chức tiệc BBQ nướng ở ngoài khu vực sân vườn. 10. Thiên Sơn Suối Ngà Resort. Nhắc đến các resort gần Hà Nội, không thể không nhắc đến Thiên Sơn Suối Ngà ở Ba Vì. Đây là quần thể nghỉ dưỡng có núi non, thác nước, mây trời và cảnh sắc huyền ảo. Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà Resort Ba Vì có 3 khu vực được đặt tên gọi lần lượt là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngọa Sơn. Mỗi nơi được thiết kế theo một phong cách riêng nhưng vẫn giữ được nét đẹp trữ tình theo văn hóa kiến trúc Việt cổ của người phương Đông. Trên đây là danh sách 10 resort vượt Hà Nội tuyệt vời nhất mà Tico Travel vừa chia sẻ đến du khách tham khảo. Đừng quên like, comment, share và subscribe kênh của chúng mình để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!